Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc chảo điện hay gọi là lẩu điện cũng được của hãng Lock & Lock, có dung tích là 5 lít và đường kính cái này là 28 cm. Đây là quà tặng khi các bạn mua TV Sony Bravia. Đây là cái chiếc chảo lẩu là không có dính. Mã của sản phẩm là EJP431SN. EJP431SN. Và sẽ tìm hiểu kỹ hơn bên trong như là cách dùng của nó. Thông thường thì các hãng điện tử hay đặt hàng Lock & Lock sản xuất quà tặng. Và đây là một sản phẩm như vậy. Chất lượng thì cũng tương tự như hàng của hãng. Chỉ có điều là in thêm thương hiệu thôi. Và đây là chiếc chảo điện chúng ta. Gọi là chảo điện vì là chúng có thể rang xào nấu được. Đây là cái phần nguồn điều chỉnh nhiệt. Đây là phần nắp vung, cái quai vung các bạn nắp vào đây. Sách hướng dẫn sử dụng. Công suất là 1360 cho đến 1650W, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh được cái mức độ nhiệt. Và đây là phía lòng trong. Chúng ta thấy cái này là lớp chống dính này. Đường kính là 28 cm. Phía dưới này thì chúng ta có thông số sản phẩm. Và đây là phần các bạn cắm vào đây, cắm điện đây. Đây chính là cái phần ống nguồn và điều chỉnh nhiệt đây. Các bạn cắm đây ạ. Và điều chỉnh vặn đây để điều chỉnh cái mức nhiệt từ 1 đến 5. Đây chính là điều chỉnh cái nhiệt độ mà nó sẽ tự ngắt. Đây cắm điện. Và cái mâm nhiệt này là đúc vào trong cái khối này, đảm bảo truyền nhiệt tốt. Lớp này chống dính và phía dưới này cũng có cái khe này, có thể là để họ chống bị cháy. Sau khi dùng xong, các bạn muốn vệ sinh cái chảo này thì các bạn có thể tháo tách cái phần đế nhựa ra khỏi cái phần chảo bằng cách các bạn nhấc mạnh này lên là chúng ta sẽ tách được thành hai phần. Đây là phần đế nhựa, các bạn để có cái cá đây này, đúng không? Hai chân này và đây là bốn cái chân này. Và các bạn cũng có thể bỏ hẳn cái này ra dùng được, không sao cả. Chúng ta sẽ đặt như này, không cần đế nhựa và dùng bình thường. Còn khi mà các bạn muốn cắm trở lại ấy, ta sẽ gài vào đúng cái khe này. Và sau đó gì ạ? Nhấn nó xuống là vừa khít bốn cái chân kia được. Đấy. Nó xong, chúng ta lại gắn lại bình thường. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc chảo lẩu của Lock & Lock có dung tích là 5 lít, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.